Vừa thay cái chiếu xong mà lại bấn rồi. Ba bạn nhỏ này, trời ơi, ông bố đâu rồi? Sao không có ai trông mấy đứa nhỏ này ha? À, ông bố bây giờ làm sao ha? Xin bây giờ bọn nhỏ nó vừa thay cái chiếu này xong, bây giờ bấn rồi, bây giờ con tính là làm sao hả? Là con tính làm sao đây hả? Bấn quá mà. Không có mẹ mang, mẹ cho hết đi đấy nha, mẹ không để lại một đứa nào nữa đâu hả? Hay à, con mang đấy ra gì hả? Mang làm gì hả? À, thay à? Ôi thơm thơm con gái nhỏ cái hả? Bà con gái đấy thích không? Đúng rồi, con gái thứ hai thơm cái rồi, con gái đầu thơm cái, thơm cái, ý da ơi yêu quá rồi, mẹ thay nhá.